mọi người đang thắc mắc cái khẩu trang mà mình hay đeo đúng không ạ? Cái khẩu trang này khi mà mình được nhìn thấy nó lần đầu tiên thì có một cái cảm giác đó là buồn cười, thế nghe là ôi ôi cái khẩu trang gì mà nó kinh khủng thế, nhiều màu thế, sao mà đeo. Và sau đó khoảng chừng tầm vài phút sau thì lại nhìn nó lên một lần nữa thì thấy nó có một cái năng lượng cực kỳ tích cực, tức nghĩa là nó hút mình phải nhìn nó hoài, mặc dù là mình không có thích nó đó, nhưng mà mình cứ nhìn nó hoài, và cuối cùng mình đeo thử. Thì khi mình đeo lên và có một chụp lên một bức ảnh đầu tiên và sau đó post lên trên Facebook, Instagram thì có rất là nhiều người vào comment trên Facebook của mình là thôi anh Minh ơi, em không thấy cái mặt anh đâu cả, em chỉ thấy có cái khẩu trang thôi, nhìn vui quá anh nhỉ. Mình rất là mong muốn rằng là truyền tải tất cả cái năng lượng tích cực đến tất cả mọi người bất kỳ lúc nào. Thật sự là khi mình biết là cái khẩu trang này về nó mà mình thích đeo thì hoàn toàn mình chưa biết gì phía sau lưng cả. Thì sau đó có một cái câu chuyện là các bạn mới, những người bạn của mình mới truyền cái thông điệp rằng là anh Minh ơi, ngoại trừ cái khẩu trang này còn có những cái vật mà mọi người đang nhìn thấy nó đều truyền một cái thông điệp tích cực như thế, anh có thể enjoy thử nó như thế nào. Thì hôm nay mình muốn mang đến cho tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng cùng với mình tất cả những gì luôn luôn rất là đầy màu sắc và tràn đầy năng lượng tích cực. Đối với mình á, thì mọi người sẽ thấy anh Minh lúc nào cũng là màu trắng nè, lúc nào cũng là màu xanh dương nè, rồi thấy là màu đỏ nè. Thì mọi người cứ nghĩ rằng là anh Minh luôn luôn yêu quý công ty Nhựa Long Thành nên lúc nào cũng đâu đấy ba cái màu đó. Nhưng mà thật sự là đối với con người Minh á, là Minh thích là colorful, rất là nhiều màu. Và có những cái ý tưởng từ cái sản phẩm, bản thân mình cũng có chia sẻ với lại ban tổng đốc công ty, phía công ty của mình. Của mình là một công ty làm nhựa mà tại sao những cái màu mà mình tạo ra nó hơi đơn điệu, nghĩa là xanh dương nè, đỏ nè, vàng nè, lá. Tính tới thời điểm này là 20 mấy năm công ty vẫn là như thế, mà rất là nhiều người trên thị trường cũng chỉ thích những thứ đấy. Do đó là mình đang mong muốn rằng là mình sẽ thay đổi một cái góc nhìn hoàn toàn mới đối với cái việc làm nhựa. Thì đây là những cái sản phẩm mà làm cho mình, thúc đẩy mình mạnh mẽ hơn rằng là có một cái người nào đó cùng với cái ý tưởng của mình, họ đã cho mình thấy được nhiều màu sắc trên một vật phẩm là như thế này, một con fabric là như thế này, đúng không ạ? Hoặc là một cái khẩu trang có nhỏ bé như thế này mà rất là nhiều màu. Thôi thúc mình chắc chắn sẽ có một cái sản phẩm nào đó của Minh Nhựa ra nhiều màu. Tính tới thời điểm hiện tại là nghệ sĩ Siêu Congo là người đã giống như là đánh thức trong cái trái tim của mình về cái nghệ thuật cũng giống như là cái cách mà phối màu như thế này. Mình biết ông Congo trong một cái hoàn cảnh là ông ấy là một người đã collab với một cái hãng đồng hồ là Richard Mille. Cái đồng hồ Richard Mille này 6801, thì đây là một cái cơ duyên là chiếc đồng hồ này lại là chiếc đồng hồ mà collab với ông Siêu Congo. Thì đây mình sẽ cho mọi người thấy trên tay của mình. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, nó khủng khiếp, không biết phải dùng cái danh từ nào. Tại vì mình đã từng tiếp xúc rất là nhiều dòng đồng hồ, giống như là trước kia mọi người cũng thấy là mình đã đeo, mình có một chiếc đồng hồ là Regan, nó thuộc một cái phiên bản là Jackie Chan, và nó là unique, là một chiếc trên toàn cầu. Thì lúc đó mình đã cảm giác rằng là chiếc đồng hồ này là dữ dằn lắm rồi, sướng lắm rồi. Câu chuyện vừa đúng logo công ty, vừa đúng anh Minh lúc nào cũng thích rồng, rồi chiên ngọc trong đó là màu xanh, rất nhiều cái thứ, và nó là to belong. Nhưng mà sau khi mình cầm được cái đồng hồ này trên tay thì mình cảm giác cái của mình nó vẫn còn ở đâu dưới này, còn cái thứ này nó lại ở trên này. Thì mình đã rất mong muốn là ngày hôm nay chia sẻ rất nhiều về chiếc đồng hồ này. Ấn tượng đầu tiên mà khi mình nhìn được chiếc đồng hồ này đó là chỉ có một chữ là cười, muốn té cái ghế luôn. Tức nghĩa là ủa, cái đồng hồ này con nít đeo à? Mất thêm khoảng chừng 10 giây nữa nhìn kỹ hơn, có vẻ hình như nó màu sắc nó hình như nó có vẻ là không có chỉnh chu. Tại vì lúc đó mình không hiểu về cái nghệ thuật mà họ đang vẽ nó là như thế nào. Đó là một cái nhận xét rất là đơn giản, mình nghĩ là ai cũng sẽ là như thế. Ôi, một cái đồng hồ Richard Mille nhiều tiền như thế, tua bi lông như thế, màu sắc hòa hòe như thế này, sao lại có người mua nhỉ? Sau khi mình
tìm hiểu sâu về chiếc đồng hồ này thì hết có dám cười theo một kiểu lúc trước. Đây là không là một chiếc đồng hồ bình thường như nãy giờ mình đang chia sẻ, mà nó được sự kết hợp là một nghệ thuật đương đại cùng với nghệ thuật chế tác đồng hồ mà của hãng Richard Mille collab với ông Congo. Hiện tại chiếc đồng hồ này có tổng cộng 30 piece trên toàn cầu. Nhưng một cái sự đặc biệt hơn nữa, mình đang cầm trên tay này, đó là một chiếc đồng hồ mà gọi là phiên bản Roto. Roto là gì? Tức nghĩa là khi chúng ta cầm một cái bản đồng hồ như thế này, chúng ta cho thực địa ra môi trường, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là chiếc đồng hồ này phải làm gì cho nó để cho nó tốt hơn, giả thuyết, hoặc là cảm xúc của chúng ta đeo nó trên tay là như thế nào. Vì Richard Mille luôn luôn muốn truyền tải đến tất cả mọi người đang đeo đồng hồ là chiếc đồng hồ là nó phải phục vụ mình. Mình đeo vào là mình rất là sợ va chạm, hay là sợ nắng, sợ mưa, sợ trầy, rất là nhiều thứ. Nhưng Richard Mille họ đã truyền tải được cái thông điệp là nó là phải làm cho mình sướng, chứ không phải là mình ngồi mình làm gì để cho nó sướng. Thì Roto nó nâng được cái cảm xúc đó lên một lần nữa. Đối với phiên bản mà đã đặc biệt á, là mọi người đã thấy là Tubilon là đã đặc biệt. Mà Tubilon mà chế tác với một nghệ sĩ nữa thì nó càng khủng khiếp. Kế tiếp nữa thì nó chỉ có 30 bit trên toàn cầu. Lại kế tiếp nữa đây là chiếc bản Roto. Mà Roto thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ là 30 chiếc, là nó sẽ hạ con số đó xuống ở một cái mức limit của limit. Hy vọng là mai mốt nha, sản phẩm của bên mình ra sản phẩm cũng có Roto nha. Đây là một cái phiên bản mà mọi người thấy Richard Mille lúc nào họ cũng làm ra những cái gì cực kỳ đặc biệt. Thì ở trên cái đồng hồ Richard Mille, mọi người sẽ thấy cái điều mà cơ bản nhất là lúc nào nó cũng sẽ có 3 lớp, đúng không? Đây là một lớp, ở giữa này là một lớp, trên này là một lớp. Nhưng ba lớp này đều là ba lớp cong, đều là ba lớp cong. Thì mọi người cứ nghĩ là một cái mặt cong là đã khó rồi, mà giờ một mặt cong để lên một mặt cong nữa thì làm sao để nó fit vào nhau và nó không có hở, đúng không? Để đảm bảo được chất lượng của đồng hồ. Và ba lần như vậy thì lớp trên cùng và lớp đáy là ceramic, nhưng mà còn cái lớp giữa này nó là carbon. Trên đây có rất nhiều con ốc. Thì mình hay ví von đồng hồ Richard Mille thì nó luôn luôn sử dụng con ốc mà rất là lạ, tức nghĩa là mình hay ví von nó là hoa mai. Nhưng lúc đầu á, mà mình nhìn sơ qua mình tưởng là toàn là hoa mai không, nhưng thật sự không phải là vậy. Hai bên này họ là hoa mai, nhưng mà bốn con ốc phía trên phía dưới này nữa là một ốc hoàn toàn khác. Thì tại sao phải chỉ có trên một cái face như thế này mà phải làm hai con ốc hoàn toàn khác nhau? Chưa tính cái inside ở trong này nữa, họ còn vài con ốc khác nhau nữa. Khi đến với Richard Mille thì mình cảm nhận được là họ tinh vi hơn, họ tinh tế hơn. Họ đang tạo ra hai con ốc hoàn toàn khác nhau. Vì con ốc mà để control được cái việc chất lượng của ba cái face này với nhau, ba cái vùng này với nhau ha, là một cái loại khác. Và họ fit cho cái dây ở vị trí này là hoàn toàn khác. Họ đã tính toán tới điều đó. Thì thấy được là cái chất lượng, cái đồng hồ của họ, họ có tư duy họ rất là lớn. Họ bỏ 1 triệu Swiss franc để sở hữu 1 kg những con ốc như thế này. Còn 1 kg bao nhiêu con ốc mình không biết, nhưng mà để chia lại cái tỷ lệ đó thì làm sao mà cái giá trị đồng hồ này nó không cao, đúng không? Tức nghĩa là mình tính trên cái số tiền để thừa hưởng được con ốc đó thôi, sở hữu để làm con ốc đó thôi là nó đã cao rồi, chứ chưa tính là cái chuyện mà nghiên cứu đi làm sao cái con ốc đó. Rồi bây giờ có bao nhiêu con ốc, càng nhiều chủng loại ốc nhiều thì nó sẽ càng mắc chuyện này. Còn một cái điều mà cực kỳ mình thích thêm của dòng Richard Mille nữa là mọi người thấy có cái núm đồng hồ mà. Có cái núm này là núm vặn để mình chỉnh giờ. Thì riêng Richard Mille thì họ làm cái núm to đùng luôn vậy đó. Thì núm to đùng vậy thì cái khó nhất là khi cái núm to sẽ làm cho tổng thể của chiếc đồng hồ nó sẽ bị dễ bị phá vỡ cái đẹp của nó. Nhưng ngược lại, cái khó nhất nhưng họ lại giải quyết đẹp nhất. Nghệ sĩ Steve Congo là người cho trực tiếp vào trong quá trình để thực hiện chiếc đồng hồ này. Thì cái điều đặc biệt nhất là gì? Một người vẽ tranh trên một cái tiết diện rất là lớn như bức tranh đây, mọi người có thể thấy mất 2 năm để ông Steve Congo học được cái cách làm sao để nhỏ những cái giọt mực lên những cái tác phẩm như thế này và sử dụng được cái tool riêng để xịt lên trên đây, chứ không phải là bình thường mình thấy cầm cái bình xịt đúng không là nó đã khó rồi.
đối với Minh là thôi khỏi bao giờ luôn, nên là không bao giờ biết đi sơn. Nên là đối với anh Minh không có sơn gì cả, chứ anh Minh chỉ làm nhựa thôi. Đó. Thì bây giờ để xịt lên một cái tiết diện cực kỳ nhỏ này, thì hãng Richard Mille phối hợp với ông Shikongo mới đưa ra phòng anh đi, đưa ra một cái tool để làm sao để khi ổng nhỏ những giọt mực đó lên, cảm giác của ổng đều giống như ổng đang cầm bình xịt. Mà với một cái tiết diện rất nhỏ như thế này, khoảng tầm khoảng 3cm vuông. Thì để làm được điều đó thì phải học. Tức nghĩa là một người nghệ sĩ họ đã giỏi rồi, họ đã làm rất là lâu năm với cái chuyện mà họ cầm bình xịt rồi. Nhưng ngày hôm nay họ phải lại học lên lại một lần nữa. Nhưng họ phải học ở một cái mức độ là master thì mới chế tác ra được cái đồng hồ này. Ở đây không phải là một review để giới thiệu bán đồng hồ, mà quá sướng với lại một cái người mà họ dành cả trái tim của họ để họ collab với lại một hãng mà làm tới một tác phẩm nghệ thuật mà điều đó là họ chưa bao giờ làm. Mà chưa bao giờ làm thì với những cái chất liệu khác, ví dụ như bàn, ghế thì họ có thể rất là đơn giản hơn. Nhưng mà làm với chiếc đồng hồ thì cực kỳ khó. Tại sao ạ? Vẫn đây nhắc lại câu nữa, đây là một chiếc đồng hồ tourbillon. Mà đã tourbillon là độ chính xác cực cao, đúng không ạ? Mà cực cao, mà tất cả những màu sắc trên chiếc đồng hồ này, từ cái kim chế bộ máy, các bộ chuyển động đều được xịt sơn trên đó trực tiếp bằng ông Shikongo, không thông qua một thiết bị máy móc nào cả, bằng một cái tool mà nãy giờ mình đang chia sẻ. Như vậy thì để tourbillon mà bình thường đang chạy thì họ đã cân chỉnh trọng lượng của tất cả những cái chi tiết trong đây để làm sao để tourbillon hoạt động tốt nhất. Nhưng bây giờ để làm ra một bộ máy tourbillon rồi, xong rồi, bây giờ lại phải nghĩ làm sao để xịt sơn lên thì cái trọng lượng của mỗi cái chi tiết nó lại khác một lần nữa. Như vậy thì với một cái giá trị hiện tại mình chỉ nhìn đơn giản thôi, để tạo nên một chiếc đồng hồ tourbillon mà với xịt sơn như thế này lên, một tác phẩm nghệ thuật như thế này, là một bộ máy phải hoàn toàn mới để đáp ứng được cái chuyện nãy giờ mình đang yêu cầu ra. Chứ không để nào tạo ra một cái đồng hồ, một cái bộ máy tourbillon A trên nhiều chiếc đồng hồ xong giờ xịt sơn lên là không thể, đúng không? Cái đó mới là cái sướng. Tức nghĩa là cái đồng hồ này nó hoàn toàn với một bộ máy mới, và bộ máy được hình thành và sinh ra chỉ cho cái việc xịt sơn lên, vẽ lên, chơi cho vui vậy à. Học nha, nó tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Nên do đó ông phải học 2 năm. Và mỗi chi tiết như vậy thì con người nếu mà thao tác nó sẽ khác máy. Máy thì có thể khả năng trúng của nó là tới 99.9%. Nhưng con người mà để xịt lên và nhỏ với một cái lượng mực rất rất là nhỏ, thì theo mình biết là cần phải một cái kính lúp để mình soi lên một cái những cái chi tiết như thế này và nhỏ mực lên. Thì cái nhỏ lên mà ví dụ giả thiết nó là 0.000mg đi, nhưng mình lỡ mạnh tay với cái tool nó chút xíu thì nó sẽ defect ngay. Đúng không? Vậy thì để làm ra được 30 chiếc đồng hồ với phiên bản bình thường và thêm vài chiếc đồng hồ với phiên bản roto thì sẽ phải trả với chi phí thời gian và bao nhiêu thứ để tạo nên những gì chúng ta đang cầm trên tay. Mọi người có thể thấy đây, đây là cái núm đúng không ạ? Thì có một cái gọi là dữ liệu, đây là mọi người sẽ thấy một hình tam giác, và đây có một cái lỗ tròn màu cam. Thì đây tượng trưng là một cái bình xịt là nó sẽ phun ra, là thứ nhất. Thứ hai, cái kim được thể hiện trong cái bộ máy tourbillon này, đó là một cái đặc trưng nhất mà ông Shikongo hay dùng, đó là một cái mũi tên, mà với một cái phong cách gravity mà trên tất cả bức tranh rất là nhiều các bạn có thể thấy. Mặt sau, nãy giờ mình nói mặt trước khá nhiều, bây giờ mình quay lại mặt sau. Thì đây là một cái điểm mà khi mình cầm một cái bình xịt sơn, mình bấm thì nó sẽ bắn vào trong một cái tiết diện. Vào đây thì chắc chắn cái sơn nó sẽ túa ra đúng không ạ? Thì đây là một cái điểm mà mực nó được nhòe ra theo một cái phong cách mà nghệ sĩ Shikongo luôn luôn muốn thể hiện cái điều đó. Thì thông thường mình sẽ thấy mọi người sẽ tập trung trên cái mặt đồng hồ khá nhiều. Thì khi mình cầm được chiếc đồng hồ này trên tay thì bản thân phía sau vẫn có màu sắc. Tức nghĩa là họ không phải là chỉ sơn trên mặt trước mà họ còn ở phía sau, họ còn bên hông, họ ở tất cả những chỗ nào mà họ có thể tiếp xúc được sơn và họ thể hiện được cái trường phái của họ, để cảm xúc của họ vào từng chi tiết và nhấn mạnh.
từng chi tiết trên bộ máy, chứ không phải chừng chi tiết trên dây hay mặt hay chỗ nào khác. Những chỗ đó là quá easy. Đây mới là cái thứ khủng khiếp. Nãy giờ sử dụng cái chữ khủng khiếp khá nhiều nên là thảo quá các bạn ơi. Tính tới thời điểm hiện tại, chắc mọi người đã nghe rất là nhiều thông tin của cái tập phim hôm nay của mình muốn chia sẻ. Một nghệ sĩ Cyril Congo đã thúc đẩy anh mình khơi dậy được tất cả những trong lòng của mình để gửi gắm cho tất cả mọi người. Cái điều quan trọng ở đây không phải là giá trị đồng hồ là bao nhiêu, mà cái điều quan trọng ở đây là tìm được một người thôi thúc mình. Và với một sự collab giữa một hãng đồng hồ mình cực kỳ thích là Richard Mille và ông Cyril Congo đã tạo nên một cái tác phẩm 6801 như thế này. Quá nhiều dữ kiện nãy giờ để mình nói. Thì mọi người có thể thấy rằng là đối với ông Cyril Congo, tính tới thời điểm hiện tại, đối với mình nhìn về khía cạnh của ông ấy, ông đã quá thành công. Thành công thứ nhất là chiếc đồng hồ này. Cái thứ hai là tất cả những tác phẩm tại đây, kể cả đôi giày mình đang mang. Mình ở một góc độ là cực kỳ tôn trọng, ngưỡng mộ ông ấy. Tại sao là một nghệ sĩ gốc Việt mà có thể tạo ra nhiều tác phẩm như thế này, và global, tất cả những brand name rất là đỉnh cao của thế giới tìm đến ông ấy. Cái điểm hay của tất cả những người tìm đến ông ấy là tìm khi ông ấy chưa là gì cả. Thì cũng giống như mình tìm với một cái sản phẩm của mình, muốn đưa truyền tải một cái sản phẩm của Như Ông Thành đến tất cả mọi người, là khi thị trường Việt Nam chưa có gì cả. Đó là điểm tương đồng mà mình muốn nói rõ tất cả mọi người, rằng là mình cực kỳ thích ông ấy, ngưỡng mộ ông ấy, vì xâm tham đâu đó trong con người mình có thể đã bắt đầu như ông ấy vào những lúc khó khăn nhất, bắt đầu phải vượt ra tất cả những gì chướng ngại cho một sự nghiệp của mình trong tương lai. Rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người chịu lắng nghe